Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bài học đường sắt Cát Linh Hà Đông, lãnh đạo Việt Nam đã thấy quan tài mà chưa đổ lệ. Tờ báo Tiền Phong vào ngày 30 tháng 9 đưa tin, công ty vận hành đường tàu Cát Linh Hà Đông đã lỗ nặng. Theo đó, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đưa vào khai thác thương mại từ tháng 11 năm 2022, bình quân vận chuyển khoảng 30.000 lượt khách mỗi ngày. Do chi phí vận hành vượt doanh thu bán vé, nên hiện tại công ty vận hành tuyến đường sắt này đang âm vốn chủ sở hữu hơn 24 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính của Hà Nội Metro tính đến hết tháng 6 năm nay, công ty đang âm vốn chủ sở hữu 24 tỷ đồng, giảm 8 tỷ so với đầu năm. Lỗ sau thuế lũy kế hơn 28 tỷ đồng. Công ty vận hành đường sắt Cát Linh Hà Đông đã lỗ nặng. Lâu nay, công trình đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông vốn đã có quá nhiều tai tiếng về chậm tiến độ, về đội vốn và về không có hiệu quả. Dự án này bị xem là biểu tượng trễ hẹn và đội vốn qua năm đời Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Lỗ tới 160 tỷ đồng trong năm đầu hoạt động, dự án Cát Linh Hà Đông đã nhiều lần điều chỉnh vốn, đội vốn hơn 205%, 4 lần rời ngày khai trường. Được biết, dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông khởi công từ năm 2011 với vốn đầu tư ban đầu khoảng 550 triệu đô la. Đến năm 2014, dự án bị đổi vốn lên 40%, tức là khoảng 891 triệu đô la, đồng nghĩa với khoản tiền chủ đầu tư Việt Nam nợ phía Trung Quốc tổng cộng lên tới 700 triệu đô la. Báo Tiền Phong vào ngày 3 tháng 4 năm 2018 khi đó dẫn số liệu của Bộ Tài chính cho biết ước tính mỗi ngày Việt Nam phải trả cho Trung Quốc 2,4 tỷ đồng tiền lãi phát sinh cộng với nợ gốc của dự án đường sắt Cát Linh, Hà Đông. Vậy mà, lãnh đạo Hà Nội vẫn mong muốn phía Trung Quốc tiếp tục triển khai dự án đường sắt đô thị Hà Đông Xuân Mai dựa trên kinh nghiệm dự án Cát Linh, Hà Đông. Mong muốn đó được ông Đinh Tiến Dũng, bí thư thành ủy Hà Nội nêu ra với đại sứ Trung Quốc Hùng Ba trong cuộc gặp ở Hà Nội vào ngày 11 tháng 4. Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh, Hà Đông theo báo nhân dân bí thư thành ủy hà nội ông đinh tiến dũng đã nêu ra một số đề xuất cụ thể trong đó có nội dung tiếp tục triển khai dự án đường sắt đô thị hà đông xuân mai điều đó khiến cho công luận hết sức lo ngại vì cho rằng dự án đường sắt đô thị hà đông xuân mai sẽ đi theo vết xe đổ của dự án đường sắt cát linh hà đông trước đây lại tiếp tục rơi vào bẫy nợ của bắc kinh chưa hết lãnh đạo việt nam đã thấy quan tài nhưng vẫn chưa đổ lệ mới nhất vào ngày 16 tháng 9 vừa qua nhân chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Quảng Tây. Một số tập đoàn của Trung Quốc bày tỏ mong muốn sẽ được tham gia vào các dự án đường sắt và điện gió tại Việt Nam trong thời gian tới. Đáng chú ý là Thủ tướng đã có cuộc gặp với ông Trần Vân, Chủ tịch Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc, Tổng thầu thi công dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 2 Cát Linh Hà Đông. Tại cuộc gặp, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Tới đây, Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung phát triển hạ tầng giao thông, trong đó có tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam, tuyến đường sắt Hà Nội Lào Cai Hải Phòng dài khoảng 388 km. Đường sắt cao tốc Bắc Nam vận tải hàng hóa như thế nào, giá cả ra sao đang là câu hỏi đặt ra. Chủ tịch tập đoàn đường sắt Trung Quốc bày tỏ mong muốn được góp sức thúc đẩy các dự án mà Thủ tướng Việt Nam giới thiệu. Ông cũng cho biết tập đoàn này có thể cung cấp khảo sát thiết kế đầu tư thi công thậm chí cả quản lý từ a đến z thủ tướng việt nam còn gợi ý hai bên việt nam và trung quốc có thể tính toán thành lập liên doanh để đầu tư trong các dự án tuyến đường sắt côn minh lào cai tuyến đường lào cai hà nội hải phòng cũng xin nhắc lại trong thời gian vừa qua các tập đoàn trung quốc tham gia rất nhiều dự án cơ sở hạ tầng tại việt nam những dự án này đã phát sinh nhiều nghi vấn về tiền phần trăm lại quả. Đồng thời, gặp phải sự phản đối của công chúng ở Việt Nam, do tình trạng các dự án này bị đình trệ và đội vốn. Điển hình là dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông đã bị trì hoãn nhiều lần với thời gian xây dựng lên đến 10 năm và đội vốn từ 552,8 triệu đô la lúc đầu lên đến 868 triệu đô la. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Bài học đường sắt Cát Linh Hà Đông, lãnh đạo Việt Nam đã thấy quan tài mà chưa đổ lệ Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới Trung Khoa Thời báo chấm Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin có hay không, chủ trương hạ bệ Hồ Chí Minh theo chỉ đạo từ ban tuyên giáo. Hàng loạt chuyện nhạy cảm xảy ra vào thời điểm ngay sau chuyến thăm của tổng thống Hoa Kỳ Biden đến Hà Nội vào trung tuần tháng 9 năm 2023, càng khiến những dư luận hoài nghi phải chăng có sự chỉ đạo giật dây từ ban tuyên giáo. Chuyện thứ nhất, tiến sĩ Chu Hồng Quý viết trên trang Facebook cá nhân một status với tiêu đề biến căng rồi tác giả cho biết giáo sư hoàng trí bảo bóc phốt trung ương đoàn mạo danh bác hồ để bịa ra hẳn cả một bức thư giả danh bác gửi cho thiếu nhi rồi cắt gọt tỉa tót thành năm điều bác hồ dạy mà nách có điều nào yêu thương ông bà cha mẹ không phải một lần mà nhiều lần trung ương đoàn đã mạo danh bác giết rồi không biết cái gì thật cái gì là giả hoang mang quá màn mình lỡ yêu bác mấy chục năm, giờ chắc phải chuyển qua yêu bác Bảo như yêu bác Hồ, bác Mao. Đây là hình ảnh bàn thờ lễ chiên dân hương tổ nghề sân khấu của nghệ sĩ Quang Tèo. Theo ông Kim Văn Chính, cựu giáo viên học viện Quốc gia Hồ Chí Minh bình luận rằng cứ chê Hoàng Chí Bảo chứ có lúc ông ấy cũng lóe sáng. Có thể vì để cầu khách, cầu linh, ông Hoàng Chí Bảo đã vượt qua thời gian ông đã bắt đầu bóc mẽ những điều giả dối trong các lời dạy của bác hồ đầu tiên là năm điều bác hồ dạy thiếu niên thực ra điều ông bảo nói không mới nếu xem comment về bài của nguyễn quang lập nhưng qua phát ngôn của ông bảo nó thành to chuyện khi tìm vào trang facebook của nhà văn nguyễn quang lập tức là bọ lập có một status với tựa đề Năm Điều Bác Hồ Trúc Dạy Trong đó Bộ Lập đã viết như sau Vào ngày 15 tháng 5 năm 1961 Nhân dịp kỷ niệm 20 năm đội thiếu niên tiền phong Trung ương đoàn muốn có thư bác Hồ gửi cho các cháu thiếu nhi Nhưng khi đó bác đang ở nước ngoài Ông Hồ Trúc lúc đó là bí thư Trung ương đoàn Đành soạn ra thư bác Hồ gửi cho các cháu thiếu niên Nhi đồng cuối thư có năm điều bác Hồ dạy khi bác Hồ về, ông Hồ Trúc mang thư đến báo cáo bác. Bác đọc muốn sửa chữa đôi chỗ, nhưng nói, mà thôi, báo đăng rồi, không sửa nữa. Và từ đấy, các cháu thiếu niên nhi đồng đều học tập theo lời bác Hồ Trúc dạy. Ghi chú rằng sách Chúng ta có bác Hồ, ba tập của nhà xuất bản lao động có đăng chuyện này nói rằng bức thư trên là của vợ ông Nguyễn Khánh Toàn, Ủy ban khoa học Việt Nam viết bà này tên gì ở ủy ban thiếu nhi nhi đồng nhưng chuyện này tôi trực tiếp nghe kể từ ông hồ trúc mà biết hình ảnh chụp status của nhà văn nguyễn quang lập vẫn còn đây được lưu truyền rộng rãi trên mạng xã hội và khắp nơi mọi người bàn tán về nó chuyện thứ hai là thượng tá nghệ sĩ quang tèo phong hồ chí minh làm tổ nghề sân khấu theo đó mạng xã hội đang tranh cãi xung quanh tấm ảnh chụp bức tượng hồ chí minh ở trung tâm bàn thờ trong buổi lễ dỗ tổ sân khấu do diễn viên hải quang tèo tổ chức tại tư gia của mình ông kim văn chính tiết lộ quang tèo tên thật là nguyễn tiến quang là nghệ sĩ xuất thân từ quân đội mang quân hàm thượng tá thời kinh tế thị trường nghệ sĩ quang tèo thành công trong các vai hề tầm phào rẻ tiền cùng với nghệ sĩ giang còi nhưng quan tèo được công chúng bình bầu dân ưa chuộng nên biểu diễn cũng thành công. Sau vài năm thu đủ tiền trở thành nghệ sĩ đại gia, có biệt thự rộng tới 1.000m2 ở Thạch Thất, Hà Nội. Vẫn theo ông Kim Văn Chính, Quang Tèo nhiều lần thực hiện quảng cáo thuốc và thực phẩm chức năng sai quy định, nên đã bị báo chí phê phán rất nhiều lần. Gần đây, Quang Tèo học theo Hoài Linh, tổ chức lễ dỗ tổ nghề sân khấu ngay tại biệt thự của anh ta cái bàn thờ dỗ tổ nghề lại đặt tượng hồ chí minh ở chính giữa như vậy là quang tèo phong hồ chí minh là cụ tổ nghề của bọn họ trong khi ông hồ chưa từng làm nghề sân khấu mua vui thiên hạ nghề đầu bếp thợ ảnh thì có ông hồ chí minh khóc lóc khi nhận sai lầm trong chiến dịch cải cách ruộng đất giết chết rất nhiều người dân việt nam lập tức trên mạng xã hội xuất hiện một số ý kiến suy đoán có lẽ Quang Tèo căn cứ vào tấm ảnh Hồ Chí Minh cầm khăn lau nước mắt rơm rớm và khóc cho nạn nhân cải cách ruộng đất. Vì thế, nghệ sĩ Quang Tèo, Phong Ngôn Hồ làm tổ nghề là điều rất đúng bài. Rõ ràng Đảng Cộng sản Việt Nam hôm qua với hôm nay không còn là một. Đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay theo kinh tế thị trường là đặc trưng của chủ nghĩa tư bản là điều trái ngược 180 độ so với chủ thuyết Cộng sản mà ông Hồ Chí Minh đã mang về Việt Nam. Điều đó càng khiến cho dư luận nghi ngờ. Phải chăng đang có chủ trương hạ bệ Hồ Chí Minh theo chỉ đạo từ Ban tuyên giáo Trung ương mà giáo sư Hoàng Chí Bảo là người nổ phát súng lệnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp hôm nay của Thời báo chấm với bản tin Có hay không chủ trương hạ bệ Hồ Chí Minh theo chỉ đạo từ ban tuyển giáo. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de